là Waitangi Falls. Ở ngay đây thì cũng có một cái lối rất là dốc và ngắn, có thể xuống ngay đây. Nhưng mà mình không dám đi con đường này, để mình sẽ tìm cái con đường nào an toàn hơn. Và ở phía lối mòn đằng kia kìa, thì các bạn cũng có thể đi ra ngay ở phía trên đỉnh của con thác nhá. Bây giờ mình sẽ tìm cách để mình đi xuống dưới này. Vừa nói xong thì con đường nó xuống cách đây có một tẹo thôi. Bên trái của con thác rất gần thôi, vài chục mét thôi thì sẽ các bạn sẽ thấy cái con đường mòn này để đi xuống dưới thác. Xin chào tất cả các bạn, mình đang ở Waitangi Falls, cách trung tâm thành phố Auckland khoảng tầm 60 km và lái xe khoảng tầm 50 phút. Đường đến đây thì vô cùng là dễ, chủ yếu là đường cao tốc thôi, tất cả các bạn đều có thể lái xe đến đây được nhá. Và từ phía ở trên kia đi bộ xuống dưới này ý, thì cũng chỉ có vài phút thôi, cho nên người già hay là trẻ em đều có thể đến đây được. Ở đây thích hợp với các bạn nào đến đây để ngắm cảnh này, để picnic, để dã ngoại, thay đổi không khí. Đường đến đây cũng dễ và leo xuống đây cũng rất là dễ. Con thác ở ngay đằng sau lưng mình thôi, các bạn có thấy không ạ? Không quá lớn nhưng mà đủ để các bạn có thể ngắm nhìn và thay đổi một chút không khí hàng ngày. Các bạn hãy cùng ngắm nhìn qua con thác Waitangi Falls với mình nhé. Hôm nay là một ngày trời nắng và đẹp nữa, sang xuân rồi, những ngày nắng ấm áp đã đến. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh YouTube của mình nhé. Có hai con đường để xuống các bạn nhá. Mình thì sẽ chọn cái con đường này này, là cái đường đi theo đường gọi là đường bụi rậm, đường cây. Còn đường còn lại là đường đi ở ngoài trời. Đây các bạn nhá. Từ chỗ Ca Park ở phía trên thì các bạn chỉ cần đi bộ khoảng vài phút thôi thì đi theo cái lối mòn này này là xuống đến ngay đây rồi. Và con thác ở ngay đây các bạn nhé. Xin chào các bạn, đây là Henry Reserve và mình cũng không biết được là ở Henry Reserve có một cái con thác và cái đoạn suối đẹp đến như vậy luôn và không quá xa. Ở đây là Pukekohe, cách trung tâm thành phố Auckland khoảng tầm 40 phút lái xe và khoảng tầm 36 cây số, chứ không hề xa đâu. Và ở đây thì các bạn thấy đấy, đằng sau mình là một cái con thác, không phải là quá to nhưng mà ở đây cái phía đá phía dưới đấy nó chảy rất là đẹp. Rất là đẹp các bạn ạ. Mình sẽ quay lại cái camera nhá, để các bạn nhìn thấy ở phía đằng sau mình. Đẹp lắm luôn đấy. Hôm nay mình đến vào một ngày trời nắng và giữa trưa nữa, nên ở đây trời khá là sáng. Và bình thường các cái khu này các bạn nhìn thấy đấy, cây bao phủ. Nên thường nếu như các bạn mà đến vào ngày không có nắng thì ở đây sẽ rất là tối.
Kai Kai Fall Track rồi. Người ta gọi, không gọi Kai Kai đâu, hình như ta gọi là Kitty Kai. Không nhớ tiếng địa phương nó gọi là gì nữa. Thì cái đường đi từ đó, từ ngoài cửa này vào đến đấy thì khoảng tầm một cây mốt, khoảng 15 phút đi bộ. Và vừa nãy thì mình đang ở cái biển Piha này này. Thì từ biển Piha mà đến đây thì gần lắm, chỉ khoảng tầm 2 cây số thôi. Và bây giờ thì mình sẽ đến Kai Kai Falls Track này nhá. Trước khi vào đây thì các bạn sẽ phải rửa chân, rửa giày cho sạch sẽ. Thì quẹt quẹt vào đây này để cho nó hết đất đi, với ở trên này thì nó sẽ bắn cái xà phòng lên trên này. Đấy, nó bắn lên và mình sẽ đi vào đây. Lần đầu tiên mình đến đây đấy các bạn ạ. Trước thì mình đi Piha Beach và sau đó thì mình ra cái bãi biển Kare Kare Falls. Còn đây là Kai Kai Falls, cách nhau chắc mấy cây số thôi. Mà lần trước mình đi cái kia rồi, lần này mình thử đi cái này xem thế nào. Từ đoạn này bắt đầu nghe tiếng suối đấy các bạn. Các bạn có nhìn thấy không? Đằng sau cái tán cây này là tiếng suối, là cái con suối nhỏ chảy này. Đường đi thì nhìn có vẻ dễ đi. Đi thấy biển chỉ dẫn bảo khoảng tầm 15 phút, khoảng một cây mốt thôi. Mình sẽ đi bộ và xem trên đường có gì hấp dẫn không. Thông thường khi mà đi ra các cái con thác ấy, thường là nó hay đi qua xuyên qua các cái rừng rậm bụi rậm ấy các bạn. Tùy từng con thác, có con thác thì chỉ là đường đất thôi, đường mòn thôi. Và con thác này thì người ta đã làm sẵn đường và để các cái ô này này để cho nó khỏi trơn. Mỗi lần đi vào rừng rậm mình hay nhớ đến vào rừng rậm Amazon. Không biết cuộc đời này có bao giờ được đến rừng rậm Amazon để xem hình thù Amazon nó thế nào không. Ở đây thì có hai đường đi các bạn ạ. Mình chưa biết đi hướng nào nhưng mình sẽ thử đi hướng này. Chưa thấy cái con thác nào mà đường đi dễ như cái con thác này các bạn ạ. Mình nghĩ là mình đi cũng một đoạn thôi. Một đoạn đường gần khoảng 1/3 quãng đường rồi. Mà đường đi dễ lắm. Nó chỉ là đường bằng phẳng thôi. Trong khi nhiều cái nơi khác là nó cứ đi lên rồi lại đi xuống. Hoặc là đường đất, hoặc là đường nó trơn. Mà đây thì các bạn nhìn là đường họ đã trải sẵn gỗ này. Hoặc là nếu mà đường đất thì họ cũng đã để cho mình cái vằn vằn viên viên ý. Cái vằn vằn là để cho mình chống trượt bằng nhựa. Giống như cái con cái cây cầu này này, các bạn nhìn thấy không? Để mình chống trượt đi. Mình nhìn biển chỉ dẫn vừa nãy thì 25 phút chứ không phải là 15 phút như là mình xem trên cái hướng dẫn bản đồ của trên Google của xe. Mình sẽ xem là mình đi mất bao lâu xuống đây. Mà đây đi giữa đường mình đã dừng lại mấy lần để mình quay và chụp ảnh rồi bởi vì nó đẹp quá. Chào các bạn. Mình đang ở Kitakai, Kitakai, Kitakai. Mình đọc theo tiếng của Google đấy, mình không biết đọc Kai Kai hay là Kitakai đâu. Hóa ra là cái đường vừa nãy 25 phút ý, là hai cái đường mà nó song song với nhau thôi các bạn ạ, không có khác gì nhau cả. Và nó sẽ thông qua bằng cái con cầu đằng này và cái con cầu đằng nãy. Thì nó vẫn song song với nhau và đến đường này thì đường ở phía đằng này thì không đi được nữa rồi. Cho nên là các bạn bắt buộc vẫn phải đi đường này để đi ra đây nhá. Ở đây thì mình đã nhìn thấy suối rất là nhiều nước. Cho nên mình hy vọng rằng là lát nữa đến đằng kia thì thác nó sẽ nhiều nước. Chứ không phải là cái thác cạn nước như là một cái số thác mà mình đã đi trong thời gian qua. Ở đây thì cảnh đẹp lắm các bạn ạ. Rất là thích, từ nãy giờ mình dừng lại đây mấy lần rồi. Nên mình quay với mình chụp ảnh.
Thôi mình đi tiếp đây, không thì không biết mấy giờ mới về được đến nhà mất. Vừa nãy vừa nói với các bạn là đường rất là dễ đi, không có lên dốc. Thì còn khoảng tầm vài phút gần đến nơi thì nó bắt đầu leo dốc các bạn ạ. Đường nó bắt đầu nó thấy dài ra rồi đấy. Mặc dù chỉ còn có vài phút nữa đến nơi thôi. Từ đây nhìn xuống thì thấy mình đã leo khá là cao rồi các bạn ạ. Bạn nhìn thấy phía dưới này không? Sâu thăm thẳm luôn. Và từ đây thì mình đã nhìn thấy mỏm của cái thác kia rồi. Các bạn thấy không? Ở phía đằng kia kìa. Mình sẽ lại gần đó hơn nhá. Hôm nay là một ngày nắng đẹp. Và nắng thì ở đây nó mới sáng sủa thế này, chứ nhiều khi mình đi vào cái ngày trời gọi là trời không mây thôi, thì đi vào các cái khu bụi rậm ấy, nó cứ sầm xì mà nó kiểu khu đấy nó ẩm ướt ấy, trông rất là buồn, rất là ảm đạm. Mình đã đến cái chỗ view đẹp nhất của thác này rồi đấy. Các bạn nhìn xem, thác rất là cao. Thực ra ngay từ lúc ở Việt Nam mình cũng chưa có nhiều cơ hội để đi khám phá ở Việt Nam đâu. Hy vọng một dịp nào đó mà mình về thì mình sẽ có cơ hội để khám phá, vì mình biết rằng là Việt Nam thì các cái con thác mà đẹp thì cũng sẽ rất là nhiều. Mà biên giới thì đóng cửa, không biết đến khi nào mình mới về được. Từ đoạn này thì chắc chỉ có đi xuống dốc thôi các bạn ạ. Chỉ đi xuống dưới này thôi và sẽ ra cái khu vực phía dưới này. Từ đoạn kia xuống dưới này thì có một đoạn ngắn này là bậc đá nhá. Nên là các bạn đi leo đến đây thì nhớ đi giày thể thao, giày hiking ấy, chứ đừng có đi giày cao gót. Sẽ ra ngã sấp mặt là không còn nhìn thấy cảnh đẹp nào nữa đâu. Sau khoảng tầm 20 đến 25 phút đi bộ, đoạn đầu thì rất là dễ đi, nhưng mà khoảng tầm gần 10 phút đến đây thì bắt đầu hơi lên dốc một chút. Và đoạn gần đến đây thì có một đoạn ngắn thôi, khoảng tầm 10-20 mét là đá phía dưới từ đây xuống đây này, không có xa đâu. Và đến đây thì thác nước hùng vĩ. Đến đây là quên hết luôn cả tất cả những cái mệt mỏi đi trên đường ấy các bạn. Các bạn thấy thác cao không? Ở phía tít ở phía dưới này, rồi đi xuống thế này nữa. Một con thác khá là hùng vĩ. Mình sẽ quay ngược lại camera nhá, để quay rõ hơn cho các bạn ở đây. Đẹp quá các bạn ạ. Đúng là một trong những cái con thác mà đẹp nhất ở đảo Bắc, mà cả ở New Zealand nữa. Hôm qua mình xem thì phải, nếu nhớ không nhờ. Mình hy vọng là một gì đó đấy sẽ khám phá được nhiều các cái con thác ở New Zealand hơn. Ở đảo Bắc có một cái con thác mà cao nhất khoảng tầm 153 mét thì phải. Mình sẽ hy vọng là sẽ có cái plan để ra đấy quay lại cái hình ảnh con thác mà cao nhất ở đảo Bắc cho các bạn nhé. Nước ở đây chảy khá là xiết. Để mình ra xem là mình có đi qua được cái mạo hiểm đi qua cái đoạn đá này không. Rồi đứng ra cái giữa này chụp ảnh thì chắc là sẽ đẹp hơn cái chỗ mình đang đứng bây giờ. Mà sao trên đường mình nhìn thấy nhiều người đi lắm mà đến ra đây thì không thấy còn ai nữa, họ đi đâu mất rồi ấy các bạn. Ở đây thì toàn đá thôi mà mấp mô lắm. Mình không nghĩ mình dùng được con flycam để mình quay ở đây. Mình không biết là hạ cánh cho nó ở chỗ nào nữa. Nên mình sẽ chỉ đứng ở dưới này mình quay thôi, mà mình thấy cũng quay được hết các cảnh đẹp rồi. Vừa nãy thì mình đứng ở phía đoạn phía nào đó ở phía trên này này, lúc mà nhìn cả cái con thác ấy là cũng nhìn thấy hết rồi. Đây toàn đá thôi các bạn ạ. Lát nữa mình thì đi xem cái con đường kia nó có về lại được không. Hôm nay là một ngày trời nắng, mà nắng nó không chiếu vào đây nữa, tại vì bây giờ nó là sang đến buổi chiều rồi.
Kitakai Falls các bạn ơi, rất là cao, từ phía trên này xuống để về mình về mình xem là cái thác này có độ cao bao nhiêu nhá. Ở đây đẹp ghê cơ. Bắt đầu thấy hơi gió rồi đấy các bạn ạ. Trời thì nắng nhưng mà qua mất buổi trưa cho nên không còn chiếu ánh nắng vào đây nữa mà chỉ còn chiếu xéo ở phía đằng này thôi. Các bạn ơi, sau một hồi la cà ở đây thì đã đến lúc mình sẽ phải quay về Auckland đây. Từ đây mà về Auckland thì khoảng tầm 50 phút lái xe, không xa nhưng mà đường đi nó ngoằn ngoèo cho nên là lâu. Khoảng tầm 30 cây số, hơn 30 cây số thôi. Bây giờ mình về nhá và mình sẽ tắt máy đây. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi các tập của Lina Lan được phát sóng trên kênh YouTube và Facebook của mình trong thời gian qua. Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn và xin hẹn gặp lại các bạn ở các phần tiếp theo. Từ ngoài bãi đỗ xe các bạn đi đường sỏi khoảng tầm vài phút thôi và đến đường đất rất là gần thì sẽ đến cái con thác này. Nhưng mà con thác này thì từ phía trên mà đi xuống con thác thì đều là đá này, một đoạn nhỏ. Thế nhưng mà chỉ phù hợp với người lớn thôi các bạn nhá. Trẻ em thì không nên vào đây đâu. Xin chào tất cả các bạn, lại là mình đây. Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Lina Lan. Và hôm nay mình đưa các bạn đến Vivian Falls. Đây là một con thác nhỏ nhỏ thôi, không to. Cách trung tâm thành phố Auckland khoảng tầm 1 tiếng lái xe. Để đến được đây thì mình không nhớ là đã đi qua bao nhiêu là cái cánh đồng, đếm được bao nhiêu con cừu và con bò mới đến được đây các bạn ạ. Đường đến đây đoạn đầu thì đơn giản thôi. Còn lúc khoảng tầm 10 cây số thì đến đây thì là đường ngoằn ngoèo. Mà nói chung ấy, ở Auckland thì những cái nơi mà đến các con khác thì phần lớn là đường ngoằn ngoèo các bạn ạ. Và nhất là những cái phía đằng phía tây của Auckland như là dãy Thi Hà ấy, cũng có mấy con khác thì cũng là đường ngoằn ngoèo cả. Thì mình đi cũng quen rồi. Và bây giờ thì mình sẽ quay lại camera nhá, để quay từ trên xuống dưới này cho các bạn xem. Con thác này cũng nhỏ nhỏ thôi. Và xung quanh mình ấy, ở phía dưới mình thì đều là đá cả. Xung quanh này đều là đá. Mình cũng đang đứng trên một tảng đá để quay cho các bạn. Và ở đây thì chỉ có thác chảy xuống dưới thôi. Không đứng được xa hơn ở đầu này đầu kia để quay lại cái con thác này cả. Nhỏ nhỏ thôi. Bây giờ mình sẽ quay lại camera để các bạn cùng xem con thác Vivian Falls này nhá.